Rồi em xin chào anh Trọng với chị nha. Dạ. Chàng ơi, chàng rồi mấy trăm triệu mình thường quân cho đâu mà bữa nay xuống cái xe này rồi. Dạ em gửi mấy chủ hết chứ. Chủ chủ hội em nợ. Chàng ơi, chàng còn cái xe này là đựng cái gì đây? Dạ, em đựng cặp. Cặp với, nha. Với cái gối con em nè. Rồi chiếu đựng ngủ hay sao? Dạ. Với ba giấy tờ con cái em. Rồi ngủ ở đâu? Em ngủ dài dài mấy chỗ mà cái tâm đây nè cô chú người ta cho chàng cũng ơi, cho ngủ. Chàng con bé này là mấy tháng rồi chị? Khổ thân không? Thưa quý vị khán giả, hoàn cảnh này là hoàn cảnh của anh Trọng á quý vị khán giả. Trước đây á là gia đình có 6 người thôi. Ở trên một cái chiếc xe ba gác. Đi khắp nơi để nhặt ve chai kiếm sống mưu sinh qua ngày. Sau khi nhận được một cái số tiền rất là lớn từ quý mạnh thường quân thì do hai vợ chồng không biết gìn giữ cho nên là đã không còn nữa, và hiện tại là tiếp tục nhưng mà mất đi cái xe ba gác của quý vị nhá. Bây giờ là phải xuống cái xe này rồi và phải lang thang ngủ ở ngày đây mai đó quý vị nhá. Cuộc sống thì hiện tại đang rất là khó khăn. Bây giờ để tìm hiểu về câu chuyện cũng như là sự việc của hai vợ chồng cũng như là gia đình là như thế nào thì bây giờ Ngôn xin mời quý vị khán giả cùng bắt đầu theo dõi video ạ. Em xin gửi lời chào anh chị nha. Dạ em chào anh. Dạ em chào chị. Dạ, nha chị. Ừ, anh Trọng cho em hỏi thăm nè. Dạ. Rồi sau bữa nay mà em thấy mấy cha con nè rồi cùng với vợ nè là lang thang đi bộ luôn vậy, rồi chiếc không, xe anh đâu? Chiếc xe là xe ba gác á, mỗi lần chạy á ở trên mẹ chả nó chạy tới trên lui rồi nó hư rồi nằm đường chả rồi bán vô dự phế liệu cũng ở khúc Ba Hòn á. Bán ở khúc Ba Hòn luôn. Người ta cho, người ta cũng cho thêm, cô chú người ta cũng như là ta mua thì có 650 à. Ừ. Chiếc cái mình xe á, còn cái chiếc xe thì bán riêng. Tại vì nó khúc trên kia là người ta kêu chạy về đẩy về cho người ta, như là nó hư á. Rồi đẩy về cho người ta là người ta mua được 600. Là nếu mà bán hết là cũng được triệu mấy đó. Rồi sao bây giờ là có tiền mà sao bây giờ không mua chiếc xe đạp hay gì đó? Không có tiền mua chứ, có tiền chứ. Mua rồi. Có tiền mình mua chiếc xe đạp mình chạy không có. Rồi tiền anh Trọng bán cái xe ba gác đâu? Dư mua cái lại cái điện thoại để làm YouTube mình quay á. Có bán được có triệu mấy à mà mua cái điện thoại 600 rồi. Mua lại để mình quay với mình điện liên lạc với mẹ cũng lớn tuổi rồi. Điện thăm chừng mẹ hỏi thăm hoài à. Rồi bây giờ cho em hỏi thăm nè. Dạ. Cuộc sống của vợ chồng á với năm đứa con nè. Dạ. Là bây giờ là sống như thế nào? Bữa hôm đi dài dài mấy công viên rồi lụm mũ với trai ở đây, cô chú ở đây biết chưa nè. Em ngủ ở chỗ gần quán gió biển nè. Rồi cho mấy cái tum tum đó. Rồi ông gài di chuyển về tốt ở dưới đa khoa với á. Rồi ngủ dưới con mấy loại này đi lụm mũ dài dài á. Rồi ngủ đại ngoài đường luôn à. Có bữa thì ngủ ở ngoài đường Xuyên Á. Có quay trên cái clip á là cái đồng trống trơn luôn á, không có nhà luôn, tại vì đi tới đó là không có cái nhà nữa. Mà với mấy đứa này này ồn mà ở cặp vách là không được đâu. Mấy đứa này mà theo kiểu mà nhà quan thì ở dưới đất trống ở được. Rồi dưới công viên thì đỡ được thôi, chứ mà nếm như trong nhà chắc chút xíu cũng bị đuổi á. Mướn nhà trọ là không dám mướn luôn à. Mới nhà trọ xong á là chỉ tính ngày thôi chứ không dám tính tháng. Sao tại vì chủ nhà chút xíu tao nói hai chồng kiếm chỗ khác dọn vậy. Ta thấy đâu vậy á gì? Tại vì phòng xích vách á đó, cái nó giáp lưng với nhau này nè, rồi nó ồn á bên kia người ta nghe người ta la, là mới vô đó người ta phiền rồi đó, là thấy di chuyển nữa. Chàng ơi chàng, bây giờ là hai vợ chồng. Dạ. Phải dẫn năm đứa con, nhưng mà đặc biệt nhất là đứa bé đó hình như là mới có mấy tháng hả anh Trọng? Lúc trước là có mười mấy ngày à. Mười mấy ngày là bị chủ trọ đuổi à. Mười mấy ngày? Bữa đó mười mấy? Mười bốn ngày à, bị đuổi à. Ngoài đường. Cháu nó mới 14 ngày là phải ra đường sống cùng với anh chị. Thì cái bữa đó là chủ người ta ra vô ta nói nó kiếm chỗ dọn đi đó. Hai chồng là nói rồi bây giờ mới mười mấy ngày kiểu này chết rồi. Mà ta đi tới luôn ta nói hoài luôn. Rồi thấy gì dọn. Hai chồng dọn đi. Rồi cái sau cái vài bữa sau cái ta nói người ta đâu có đuổi. Ta bị chữ, ta bị chữ. Tại vì ta nói rồi khi mà bị chữ cái đầu ta lên ta nói người ta đâu có đuổi. Đó rồi ta nói, có nói không đuổi thì sao em ra ngoài đường em ngủ. Rồi cái ba nín thinh vậy thôi. Chàng ơi chàng, coi như là ăn uống rồi tắm rửa rồi sao?
vệ sinh rồi sao? Em lại mấy quán cà phê á, cái như là mình vô mình xin cho con tắm nhờ vậy đó, cái ta cho có chỗ người ta cũng được lắm. Có nhiều khi cô chú ở xóm á, ta thấy em khi em có bữa mười mấy bữa luôn á, em không tắm cái ta xách thùng nước ra ta nói hồi tắm thoải mái. cái đường mà cái đường gì trong này đây em, cái cô cái gì cái hướng chợ gì Bắc Sơn á, ta nói là cô chú coi clip là biết rồi. Trong cái hướng chợ Bắc Sơn cô chú ta cho nước tắm. Anh Trọng cho em hỏi thăm nè. Dạ. Rồi hồi nãy nếu mà không gặp mấy anh em á. Dạ. Rồi có tiền mua đồ ăn cho mấy đứa không? Sao em thấy hôm qua là không có đồng nào luôn. Rồi cái hai chồng em đội tới chỗ gần tới khoa. Cái lúc trời mưa á, tầm tã luôn rồi, mấy đứa này ướt như chuột chứ. Là em lụm ba cái lon bia ở khúc dưới túc như này nè. Rồi lúc cái chắc chiều nó bị mưa đó. Rồi ướt nhẹp rồi cái dọc đường có cái chú kia ông cho 200 ngàn. Cho được 200. Vợ em trăm, em trăm. Hai được 200 đó. Rồi rồi là mua đồ lặt vặt ăn uống với mua sữa cho bé đó. Sáng ấy cũng còn 100. Dạ, dạ. Giờ là còn 100 ngàn hả? Dạ lỡ tình lên đây nè, tính kêu cô đó mua đồ ăn đó. Rồi ngồi đợi nè gặp anh đâu. Dạ. Nãy anh chưa biết. Tại cái kênh của anh á là em có lướt ra em thấy. Mà là lướt lên á, em có vô em coi có đăng ký. Bởi vì cho nên là em biết. Em nói anh này là, mà em hiện giờ em chưa biết anh tên gì nữa. Em tên Ngôn. Ngôn không? Em nhớ là mãi mãi là đó anh có xuống quay mẹ em phải không? Đúng rồi. Có xuống thăm chú với cô rồi. Dạ. Anh Trọng cho em hỏi thăm nè, rồi dạ. Chú với cô cũng có nhà đó. Rồi sau hai vợ chồng á. Bữa hổm là có hai vợ chồng ở chảnh luôn, ở chung luôn. Rồi cha ổng dạng mà bị thần kinh đó. Rồi ổng lúc mà ổng uống rượu vô ổng không có biết cái gì trơn á. Rồi đó ổng quậy, ổng quánh thằng này nè. Rồi mình la mình binh kiểu mà cha ơi đừng quánh nó này kia đó. Là ổng gầy lộn mình luôn. Rồi mẹ mới nói thôi cha con mà xích mích gì thôi kiếm chỗ khác ở đi con ơi. Rồi mẹ cũng nặng lòng quá, ổng quậy quá. Thì điện thoại mẹ cũng khuyên nó thôi ổng giờ cấp này ổng quậy lắm. Ổng uống rượu vô lỡ là ổng quậy à. Rồi hai vợ chồng là mẹ bắt cho 300 ngàn, mới kêu thôi hai chồng kiếm chỗ khác đi là đi dắt tối luôn đó. Lúc đó cỡ 8-9 giờ đó là đi dắt tối luôn, mà lội từ bộ từ trong Bình An mà lội ra tới ngoài kia rồi mới có xe ra đón đó mới đi đó. Bởi vì chàng ơi cũng khổ ha. Bởi vì quậy lắm, tại vì là trong cái đường Bình An là bữa đó là ổng quậy là trước á là lộ bộ là 12 cây số rồi đó. Mà dạ có nhiều khi cô chú ta nói ủa sao mà hai vợ chồng này nó sao dẫn con vậy mà đi không có dắt đi cho đi sinh. Em nói chết đi chết, hai chồng đi lụm mũ nuôi con chứ không có để mà con để đi khổ và đi sinh đâu. Tại vì là cô chú cũng từng giúp mình rồi, mình khổ mà gắng vượt lên. Bây giờ là cô chú cũng giúp được mấy lần rồi đó, mà giờ nhặt vượt qua không nổi thì thôi giờ gắng chịu chứ biết sao. Vì còn nhiều hoàn cảnh khác nữa chứ không phải là một nên mình. Đúng rồi. Mình thấy là mình gắng gắng như là kiểu mình gắng lướt. Chứ là cứ lướt cái nào mình đỡ thì lướt cái nấy thôi chứ không dám mấy nữa. Bởi vì mình ngày trước á là có cái là thiếu nợ là mình trả cho người ta, giờ nó nhẹ lòng lắm, mình đi thấy nó hơi thảnh thơi giống như là đỡ lo đó. Mọi lần là trong bụng là nó gối nùi hết trơn, cái tâm trạng như là mình gán nuốt chứ bây giờ nuốt cài luôn, nhậm đắng nuốt cài luôn chứ bây giờ. Nói chung là trong thời gian qua Quý Mạnh Thường Quân cũng có giúp hai vợ chồng anh cũng như là những đứa con, thì gia đình anh đó là số tiền cũng rất là lớn. Thì anh Trọng dùng cái số tiền đó vào việc gì mà bây giờ phải làm? Hồi đó em về đây nè, lúc về đây đó là cũng như là cô chú cũng kêu là ở lại thành phố á. Ở chảnh là thấy nếu mà nghe lời là giờ là em thứ nhất là không bi chữ, cái thứ hai là hai chồng là có vốn trong tay luôn. Đúng rồi. Em tính là đợt đó là phải mà em nghe lời vợ em đi là em mở dựa phế liệu là em thắng tới giờ luôn, nên là mình khá luôn đó. Mở dựa phế liệu là em khá lên rồi á, mình có cái đồng lời đi mình hãy trả người ta, tự nhiên cái lấy gốc em trả hết trơn là trắng tay trở lại luôn. Rồi á tiền mẹ bả cho á lên á tưởng sao
quê. Mua trái cây á, anh thấy là có nhiều khi cô chú ta giúp mình á, mà có cái tính lại là mình lỗ chứ đâu có lợi. Một ký mình lấy mười mấy ngàn, rồi tiền bọc tiền này kia tùm lum hết, như là mình tính phải tính kỹ, như mình ước lượng ở cam phải vỏ mỏng nước nhiều mình mới có lợi. Trái cam gì bịch gì nè, ép ra hai ba gần hai ba trái luôn mà nhiều khi không có nước nó bị cái gì mà nó khô luôn á, rồi đâu có lợi. Rồi trái cây nhà cô chú người ta thương có cái vớt là đỡ, ta cho thêm cái đó có là cái đó là có lời, nghĩa là đỡ chút mà mấy đợt sau á lấy nhiều quá nó bị úng, nó thúi úng ra không kịp lấy vô ùng vô rồi nè, rồi nó viết từ từ vốn nó cục luôn. Rồi thêm cái ngu nữa, cái mặt bằng người ta cho phí không lấy tiền, không chịu đâu, đi lại này đi mướn 3 triệu bây giờ khi được mấy ngày đâu, người ta đuổi, người ta không cho làm nữa, cái mất mấy triệu khơi ta đưa lại có 1 triệu bạc. Chàng ơi, bởi vậy viết từ từ vốn banh hết luôn. Nói chung á là anh chồng có cộng thử, anh chồng cùng với vợ anh á là có cộng thử cái số tiền, tổng số tiền mà trong khoảng thời gian qua Quý Mạnh Thường Quân giúp cho hai vợ chồng là bao nhiêu. Nhớ mày mại đó là cái đợt đó là 180 triệu là trong cái sổ á, là khi mà xài chi phí trên trển không á, là trong thời gian đó là nó còn 140 triệu. Rồi cái số tiền tới 140 triệu rút ra đem về đây là còn 140 triệu chính xác, thì tại vì cái giấy em còn giữ đây nè. Cái ngày gửi với cái ngày rút tôi còn luôn. 140 triệu mà anh làm cái cách gì mà em hết về, luôn em nhỉ? Có gửi gì cho mẹ em cái thời gian em ở trạm á, gửi về mẹ má như là không có tiền á, rồi mẹ kêu gửi cho mẹ rồi trả nợ cho bà vợ em, gửi nhiều lần về luôn. Là gửi cho mẹ là tính ra là bao nhiêu? Cũng không nhiều, cũng như là gửi về để trả giùm nợ em ở dưới quê rồi cho một ít thôi, chứ không phải là gửi riêng cho mẹ. Cái số nợ của anh chồng là bao nhiêu lận? Anh với chị là thiếu là bao nhiêu? Đợt đó em vay 2 triệu. Có 2 triệu mà trả là 12 triệu. Em năn nỉ với lắm là bớt lại còn 11 triệu. Mượn 2 triệu? Ờ, 2 triệu à. Mà trả ra 11 triệu? Dạ, người ta nói mày trên mạng nhiều tiền lắm, người ta cho mày nhiều tao biết hết. Về tao gom hết là sạch bách. Là có 11 triệu thôi là còn dư lại tới 130 triệu. Không, còn dư, để hãy là hết đâu. Cũng như là mỗi người á. Tại vì đó em mượn câu ông nọ cắm cà mà kia, khi mà dây nợ để thứ nhất là để cho mấy đứa này nè sanh đẻ đó, đợt đó em mượn người ta đó, rồi tới giờ mà còn cù lên 14 triệu ở dưới quê chưa trả. Cái người đó mà nhiều người cũng như là em mượn ông nội này 5 triệu, cái em góp không nổi, xong cái em mượn thêm đầu dây kia đầu tới mà thè lè đó, rồi góp không nổi hai chồng giọt đi, bị dí rồi chém đó, là hai chồng nó đi. Đợi vậy đâu phải mình nên trả một cô đó đâu, mấy cô rồi anh nghĩ là hết mẹ đó. Rồi còn được, cũng còn với số vốn mấy chục triệu. Em mua tủ rồi điện thoại này kia đó. Rồi nó phải mẹ bán nó nói nè, thôi còn 2-3 ngày hay là 1 tháng 2 năm gì đi, mẹ bán cái nhà bà cho hay sớm đi, là em không có mua cái gì hết trơn á, là mình còn vốn mấy chục triệu. Cái em tính là mẹ em là như mình thấy ổn định, có nhà có cửa rồi mở tiệm điện thoại này kia đó. Rồi em tuôn vốn vô hết luôn. Hết vốn luôn tới hồi đi mượn người ta 5 triệu đó. Hết vốn rồi còn đi mượn người ta nữa. Bây giờ là còn thiếu 5 triệu lại. Không, cái đợt đó luôn á. Rồi em cũng trả người ta rồi dứt rồi. Đó mà cũng như mình vô hết luôn á. Rồi cái khi bà bán ra bán rẻ bán thúi rồi từ từ cái mất vốn á. Bởi vì là vậy đó, giống như là em đổ vô mua tủ nè, mình mua thì tiền triệu không đó, mình bán lại có 1 triệu. Rồi bây giờ trong người hai vợ chồng nói thiệt luôn nha, là còn được còn bao nhiêu tiền? Để em múc cho anh coi nè. Đó, còn được nhiêu đây, để coi còn nhiêu ta. 7, 8, 9, 10, 11, 12, rồi 12 là 120. Chàng ơi, chàng. là tiền cô chú cho hôm qua đó. Nếu mà cô chú hôm qua là có cho, là bữa nay có anh có đăng lên là cô chú cũng biết luôn nè. 200 hôm qua dắt chiều là hai chồng đi trời mưa là cô chú biết rồi. Chàng ơi, từ từng giữ trong tay trên 100 mấy, gần 200 triệu. Gần 200 triệu. Dạ. Mà bây giờ là chỉ còn có 120 ngàn trong túi à. Dạ. Mà không có nhà ở luôn. Bây giờ là cũng muốn cái chỗ cho nó mấy đứa nhỏ nó ở trong nhà rồi mình cũng đi làm,
mà ngặt cái tụi này nó khổ cái gì nè, em đi ghe biển vẫn được bình thường, mà cái vợ em nó không phải linh hoạt như người ta. Bây giờ là nó nói ừ anh đi ghe đi, rồi em ở nhà em lo cho mấy nhỏ này chu đáo đi, sẵn sàng đi ghe liền, em phóng liền đi ghe liền. Tại vì em đi nhiều cuốc rồi chứ không phải một cuốc. Bây giờ em đi làm, lúc trước là em làm anh nuôi luôn á, anh nuôi cái luôn á. Rồi cái thấy vợ con mà nó không quán xuyến được trong mấy đứa nhỏ để yên bụng để mình đi, ở chút cái là thằng này quậy, chút nhỏ kia la, rồi cái bị đuổi, rồi mình ở nhà mình chạy đi kiếm nhà trọ, mà còn xe còn cộ còn chạy kiếm nhà trọ được. Giờ không có xe cộ nè, rồi đi kiếm nhà là cũng chua lắm. Đợt đó là có chiếc xe mà chạy đi vòng đi quặng nhà trọ cũng hơi đuối nữa đó, như là đau bộ. Mà phải kiếm cái chỗ nào mà nó vắng như là kiểu nhà quan đó là tụi này ở mới được. Cái kiểu mà chỗ nào mà có ma nhiều là tụi này là phải nói là chắc mấy ông nói bực bội, mấy ông cũng dọn đi luôn. Thôi thật sự là vậy đó chị ơi, vậy tốc độ cái đó. Chị cho em hỏi thăm nè, anh Trọng á, anh làm hết tiền gì rồi chị buồn không? Buồn thì cũng có buồn á, nhưng mà trả hết cái nợ thì mình cũng nhẹ lòng. Bà sợ thiếu nợ chứ bà không sợ hết đó tiền hả? Còn như trả hết mà nó còn ít thôi, chứ không mà trước là nó nhiều. Dạ, nó cũng bây giờ còn nữa hả? Còn 14 triệu em, bữa đó em nói anh trên mạng cũng có nói đó. À thì còn dính cửa chứ. Chàng ơi, chàng là bây giờ còn thiếu 14 triệu nữa. Dạ em thiếu ông anh ấy sớm qua bên này. Hồi đó cũng tiền ân nghĩa anh ơi. Dạ cha con à, em bận bộ đồ chung. Thấy hay là nó bận đồn gái, mắc cười chết luôn. Rồi cô chú ta thấy em không có đồ á, ta cho nó rồi hai cái con bận được cái quần dài mà nó hơi chặt chút. Chạy đi cũng vừa. Chàng ơi, chàng tới nỗi mà không có đồ để bận luôn. Hết trơn đồ luôn, như là nó dơ đó rồi giặt cái rồi cái phơi rồi giờ có khô chưa khô đỡ dẹp. Chàng ơi, chàng coi chị rồi sao chị không khuyên ảnh, sao cái lúc đó không khuyên ảnh làm ăn cho nó đàng hoàng chàng, để gì mà lỗ lã với chị? Tự nhiên đang mở tiệm tự nhiên mẹ đùng đùng bắn nhà. Bà nói con ơi, bà về nè, bà đi về đâu á, về á. Cái em đang ngồi mua bán ở trong nhà, đang ổn định cũng bình thường như người ta thôi. Thôi con ơi, kiếm chỗ di chuyển mấy cái này hết nha mẹ, bây giờ là bán nhà đó. Đi chạy rồi sao không nói sớm, chạy vốn liếng đổ vô mua phụ tùng thiết bị này kia đó, rồi bán rẻ hết luôn cho ông anh người ít ít gì đó, gom bán lại đâu có nhiêu tiền, vài triệu đồ tiền chục đó. Nguyên cái vàng đồ nghề mà thợ hàng đó là 18 triệu là bán luôn, là lại là có 6-7 triệu à, mười mấy triệu. Bán rẻ bán mắc gì bán hết luôn chứ. Chứ không anh nghĩ là rồi nhà đâu mà bà để vô, mà mướn xe là còn hơn cái kiểu mà đợt cái vụ mà đợt hổm đó đưa lên xe đó. Như là cái nhà trọ đó mà di chuyển về Hà Tiên không có tiền, bán luôn ba đồ đạc làm lắm chứ uổng biết bao nhiêu, bán có 3 triệu. Nhiêu? 3 triệu à. Thì bên kênh 5K có đăng đó. Được đợt đó cũng bị chửi muốn chết luôn á. Thí dụ như cô với chú bán nhà cũng phải cho tiền anh chứ. Thì đợt bán có cho tiền. Ừ. Mà lên trên cảnh á là làm ăn bán ca mép này kia đó. Rồi tiền em mua ba cái bàn ghế này kia đó. Rồi trái cây này kia rồi bán đâu có lời đâu. Thì nhờ có cái là được cái khu cũng như là có cái chú gì bên Mỹ được ủng hộ cũng nhiều vài lần đó, thì được cái đó là phản cho thôi. Rồi còn mấy đợt sau á lại đi lỗ. Mình bán không có tính á, vậy tỷ bây giờ ta bán cam đây thì ba trái hay là hai trái ta phải tính để cân lên, là cái này nó vỏ mỏng hay này kia. Không có lấy cái cam vội dày không. Rồi dắt ra có nhiêu nước đâu. Rồi á là tiền bọc tiền này kia rồi tiền nước đá lắm trơn, rồi đâu phải mà bán được đâu, bán được có vài ly à. Rồi nó lỗ chứ đâu có lợi đâu. Bởi nó mà ăn mà không tính đó, thật sự là không thể tin luôn. Tại vì mấy anh em á là kêu gọi giúp cho anh Trọng á là cái số tiền rất là lớn luôn. Nhưng mà ngày hôm nay á thì em tưởng đâu là anh cũng thành công thành đạt rồi.
Nhưng mà ngày hôm nay em cũng đi gặp người cô nè. Dạ. Cho nên là tình cờ gặp được, lúc đầu em chưa nhận ra anh nữa. Tại vì em không nghĩ rằng anh Trọng sẽ có cái ngày hôm nay. Dạ. Cho nên là em thấy là đẩy xe rồi 4-5 đứa con đi theo nheo nhóc hết trơn. Nãy khát nước rồi mấy đứa nhỏ rồi khát nước rồi không có nước uống rồi đi lụm dài dài như nước á. 3-4 đi gom lại 1 ly uống nè. Cái ly mà lụm nước uống luôn hả anh Trọng? Ừ thì bỏ cái ống hút vậy thôi nè. Người ta uống á, mình dục cái khúc này thôi, còn cái này gom lại 3-4 cái rồi dắt lấy nước uống. Em ơi, lấy nước ai của ai uống rồi, không biết gì chân uống đại luôn. Trời bà đấy đi, cô chú người ta không lẽ giờ người ta cũng ăn sạch ở xẻ chứ, có hay ở giờ đâu. Thì cũng bình thường. Mình đâu biết được rồi. Hồi đó em cỡ này nè, em đi lụm mót ở gà sỏi nè, bình thường. Cũng sống tới giờ đi xét nghiệm máu cũng bình thường, nó có chết đâu. Thiệt, em xét nghiệm máu em bình thường mà. Không có bệnh gì hết trơn á. Lấy rồi mọc. Cũng không có gì đâu, cũng bình thường. Em ơi, cái số tiền rất là lớn luôn, nhưng mà không ngờ hai vợ chồng, em nghĩ chắc tại vì do không có người hướng dẫn làm ăn. Dạ. Với kiểu mà em không có tính trước như là gì nè. Đợt đó có vốn liếng á. Về, mẹ ơi, con nhắm mở cái tiệm điện thoại đó ra đó. Rồi mẹ có bán cái nhà hay không? Đúng rồi. Không có hỏi cái đó. Ông nhào vô làm ên, bả cũng không hay luôn. Mà nó chạy ủ đâu mà đâu, tủ đâu chuyển về nhóc hết trơn trời. Tủ á, người ta đem lại á. Rồi á, điện thoại thì kia, thợ, mấy anh em thợ đi thu về quá trời luôn. Cũng gom vô rồi, viết rồi, biết vốn. Anh nghĩ là đồ. Rồi, bây giờ cô chú đang ở đâu? Ở trên Kiên Lương cho nó, nó nằm thuộc Bình An. Rồi anh có mấy đứa con cho nên anh không ở chung được ha. Thì cha ông vậy đó, rồi ông cũng rắn mấy đứa này nè. Rồi mình thấy nó bị gì đó, bữa ông đập cho thằng này một cây rồi đỡ lại. Rồi nó hôi cha đừng quánh nó, ông xỉn mà, với ông có biết gì đâu. Sáng đi bình thường à, mà lúc ông xỉn á là ông không có kiềm chế được. Bả còn chạy ông nữa mà cho mình như nổi đi á. Ông nhá thôi là ở đây là mình nói trời, ông đập một cái chắc nhỏ đi luôn quá. Ủa rồi còn mẹ vợ anh sao? Mẹ vợ á, bà vợ có cục chân đó. Ở nhà dưới rồi chưa? Cũng ổn. Rồi sao anh không về ở chung với bà vợ đi? Thì ở chung bữa đó bị đuổi đó. Ủa ông chủ nhà trọ đó tốt bụng lắm mà. Trời ơi, người ta đuổi cái em đi làm, người ta lại nói vợ dạ, em hoài. Thiệt. Mẹ về chỗ khác rồi ha. Chứ dạ. Chỗ cũ là tốt bụng lắm nha. Cái ông dạ. Chủ đó nhớ là không cho thiếu 4-5 tháng gì luôn mà. Có trên chỗ bà Sáu á là ta được lắm. Đúng thiếu rồi. Là bình thường à. Ta cho thiếu luôn mà. Rồi bà Sáu là bà được lắm. Với ba bán đồ, tôi đồ ăn như thế này nè, bán thiếu luôn á. Khi không có nhà là đồ ăn không muốn mua đi về nữa 6 tấn. Rồi bây giờ mùa này không có mưa nè thì đỡ nè. Dạ. Rồi anh Trọng tới mùa mưa anh Trọng tính làm sao? Không gài mưa, lai gai có lai gai mà cũng ngấp vô mái hiên. Ngủ ở chỗ mấy cái quán cái shop mà quần áo ta đó, tối cái ta dẹp vô rồi cái mình ngủ. Cái gần sáng cái em ơi thức dậy giọt. Tại vì cái người ta mở ra đó là phải thức sớm mới được. Người ta cho ngủ. Bữa đó mắc cười giấc khuya, chủ người ta đi chơi về 3-4 người vậy đó. Cái ta ra ta giận, ê ta thấy em, cái em ổng có tâm á. Ông nói thôi kệ đi, ngủ đi. Ngủ đi, ngủ đi. Ông, em trong bụng nó nói nè, chết bà nội chuẩn bị giòn nữa. Tưởng đâu nữa rồi, ngủ được giấc nó khỏe à. Chàng ơi. Đúng. Rồi anh với chị thì lớn nè, thức sớm được. Dạ. Rồi mấy đứa bé rồi sao? Vì thằng nào buồn ngủ quá quăng lên xe này nè, rồi đẩy, rồi cái thằng này ôm. Còn có ông nội này nè, trời con đuối quá à. Trời nó lạng bên này lạng bên kia, rồi nó con ngủ nữa cái đầu tắt qua cái nhà kế bên ngủ nè. Cũng được rồi, người ta cũng cho nha ung mũi này kia với con chú đó cũng tốt lắm. Coi như là bé gái với bé trai lớn này là không có đi học gì chân luôn. Thằng này bữa đó đi học. Có đăng lên trên kênh của em á. Có đăng đi học, có đi học bình thường luôn. Rồi bữa mẹ nó đẻ đó rồi nghỉ, rồi cô giáo xin học lại. Cô giáo cũng như là nghỉ học rồi bán nó cũng nó hơi nghỉ học hoài đâu. Có được đâu, đâu có được học là nó phải là nó là không phải là người ta không cho học, người ta nói là không chạy theo chương trình kịp, cũng như là người ta lướt đi hút cái thuốc kia nãy nằm thuốc sao rồi đâu kịp. Vô lưng chừng không hiểu gì chứ. Rồi thấy gì nó hôi vậy nè, năm tới luôn đi cô ơi.
để cho nó lướt đi, bữa nó vợ nó đẻ đó. Ừ. Rồi là chuẩn bị rồi giọt về cho đẻ luôn. Chàng ơi, chàng bây giờ là đứa bé rồi, có sữa gì không anh Trọng? Nó không dài thì không có sữa, cho bú sữa mẹ đỡ mà. Với uống ba đồng ăn luôn. Ba cái bịch sữa Ami á. Với ba thì sữa kia đâu có bịch 7-8 ngàn đâu uống nổi đâu. Rồi nhìn khi trong bữa mua một bịch là hên đó. Có bữa mua một bịch là hên đó. Giờ mấy rồi có bữa không có. Giờ hai vợ chồng với năm đứa con đi dài dài xin vậy đó. Không có xin ai chứ, em đi dài dài lụm với chai đó. Nè có bọc nè. Còn lụm với chai ha. Mới cần ở dưới rồi luôn á, mấy ông xe ôm ở dưới tao thấy. Để cần được 40. Hàng chi đấy nó lòi. được 20 nữa. Mua sữa cho nó nữa. Mua ba đồ ăn ở dưới 20 rồi. Rồi mua sữa cho em bé chưa? Chưa. Chưa nữa. Chút đi mua ghé chỗ bán là mua chắc nữa. Giật nữa. Ơi, chàng rồi bây giờ em không biết giúp anh Trọng sao đây. Dạ. Bây giờ anh Trọng muốn giúp làm sao đây? Em giờ chỉ là mong muốn là có một cái có chiếc xe ba gác lại đó để đi làm có chạy tới chạy lui thôi. Em mau ước lần này thiệt không? Em nói thật sự luôn, em bây giờ chỉ cần cái xe ba gác tại gia đình em á. Xe em đa là lên không được nói. Về đông quá. Khổ gì đó mà xe ba gác á, chỗ này đuổi á là lại chỗ kia ở được bình thường, hoặc em ra chỗ trống á em ở được. Em nói vợ em rồi, nói anh gắng làm coi tình hình á là kiếm tiền mua lại xe ba gác. Tại bữa hổm hư là cô chú ở trên Bình An ta biết. Tại hư là tất cả người đó là ta biết hết trơn à. Cái tiệm sửa xe người ta xác nhận là xe mua có mấy trăm ngàn à, mà đòi sửa chịu mấy. Rồi mẹ bá nói thôi mày bán cho ai đi. Rồi ổng vậy lưu ở sớm ta nói thôi bán được 600. Rồi nó giờ tới giờ là không có xe. Rồi cái chiếc xe thì cái mình xe đó nó mục nguyên vàng dưới luôn. Là bán cho giữa gần đó luôn. Vậy là ước mơ của anh Trọng là bây giờ là muốn quý mạnh thường quân quan hỷ bỏ qua cho anh Trọng. Dạ. Rồi giúp đỡ cho anh Trọng với vợ anh Trọng có được một chiếc xe ba gác. Chỉ chiếc ba gác cũ cũng được, không cần mới đâu. Gia đình là dọn lên chiếc xe ba gác đó nữa. Để đi lụm mũ ra chai là đi với cho vợ con nó ấy thôi. Chứ giờ là vô nhà trọ thì vô là rung đó. Mướn nha. Vô là đóng bữa hôm cô chú mạnh thường quân cho là 2,5 triệu. Đóng tiền 1,5 triệu, dằn cọc 1 triệu. Rồi xong cái ta nói trên đầu gỗ hai chồng là ta đưa cho ta đưa được có 1 triệu à. Ta nói thôi còn đó ở cuối tháng đi. Thì ở được thì ta trả lại, còn không ở được thì đi. Rồi vậy đó. Nó nói thì anh chị sắp xếp đi. Rồi vậy rồi, đi. Rồi chị, sao nãy giờ em để ý em mua đồ ăn rồi sao chị không ăn, rồi chị nhường cho mấy đứa con ăn không vậy? Sáng giờ mấy đứa nhỏ chưa ăn gì. Có mấy đứa nhỏ sáng giờ chưa ăn gì. Rồi chị không ăn rồi sao có sữa cho cháu nó bú? Chạy đi hai vợ chồng đi hồi có nữa à. Để ý hình như anh chồng cũng không ăn luôn. Đi dài dài em mới lụm mót rồi. Em thấy mấy bữa bánh ta đó dài tan dư nữa bếp tem quốc rồi. Hàng ơi. Thì rồi, cũng chia cho tôi nó. Nói hoài sao chưa hỏi chị. Thôi kệ mẹ đi lướt tới đâu hay tới đây. Chứ giờ biết sao. Hàng ơi. Chút nữa em gửi tiền gắn anh chồng mua cơm cho chị ăn nha. Dạ. Đặng có sữa cho con nó uống. Thì gắn em loại dài cái người ta có ăn dư thì em ấy. Chị cho em hỏi thăm nè, ước mơ của anh Trọng như vậy đó, rồi chị ước mơ làm sao? Ước mơ của em cũng vậy. Cũng vậy nữa hả? Dạ. Rồi lên chiếc xe ba gác nữa rồi quay lại trang cũ rồi buồn không? Không có đi lên Sài Gòn nữa đâu, em không có đi nữa đâu, cô chú người ta giúp rồi. Mà lúc đó là em cũng ở, tính ở chảnh là mình né mấy anh YouTube thôi, chứ không phải là cũng như cô chú người ta giúp rồi. Mà là mấy cái ông kia đó, cái ông mà dí em đó. Đợt đó là không cho em con đường sống. Em có đăng trên clip mà hai chồng em đi làm thật sự mà, chứ phải đâu nói dốc đâu. Em cân phế liệu là em kêu mấy chú á lại xác minh cái chỗ cô cân có cân hay không, là dắt lại dựa. Nếu mà tôi nói dốc trên đường chạy xe này, cái ông chụp cái ông quay, ông quay nó chạy trời. Đi kiếm giấy số lãnh, ta nói bán là bán suốt, chứ không phải là muốn lãnh là dễ. Đúng đâu rồi, mà không có nữa bán suốt. Mà không có giấy số mà có mình định làm chứng nữa, chứ phải mình nói dốc. Đi kiếm giấy số mình có tiền đó, chứ phải mua thiếu đâu. Là còn mướn không được nữa, chi là chạy đi lãnh số thiếu. Đó, đợt đó cô chú người ta cho mà kêu đi lãnh giấy số đó, mà còn không có nó lấy đâu, tới mình đi thiếu ai cho. Có nghĩa là người ta nói anh Trọng là cùng với vợ với dạ. Con là không có chịu lo làm.
Dạ. Là chỉ là đi chơi rồi ăn cái số tiền của Quý Mạnh Thường Quân cho. Dạ, ta, hôm đó người ta nói không kiểu mà chơi kêu về nói em đi chơi đó. Ừ. Rồi ta bắt post đó. Bóc post là bữa đó coi trên clip có đăng, mấy anh có coi là biết à. Đó rồi em cũng có quay lại trên clip, em chạy lên em cũng quay là cô chú rồi từ cái tình hình là phế liệu con cân rồi. Mà mấy ảnh không dắt kêu lại xác minh là không chịu xác minh. Đó, người ta phải cứ đâu ra đó. Tôi có cân hay không lại vừa hỏi là chắc cú liền. Theo như anh Trọng là anh Trọng có cân phế liệu rồi đàng hoàng. Có, trên clip em bây giờ cũng có quay nữa nè. Em quay lại hết trơn à. Tại vì nhầm người nó ô cái thằng này sao mà tự nhiên đăng phế liệu, nó cũng đăng lên chi vậy? Tại vì người ta nói mình, nó vu khống mình, nói là thằng này nó không đi lụm phế liệu à, rồi nó đi lân tân đi chơi không à, nó ngồi quán cà phê không à. Anh chứ Trọng, ta đâu có nghĩ là mình lại đi bán phế liệu rồi á, xong cái mệt quá rồi dọc đường đây là nước đâu uống. Anh Trọng biết sao mấy anh em là có cà phê, anh Trọng biết sao mấy anh em với quý vị khán giả nghi ngờ anh Trọng không? Dạ. Tại vì cái số tiền rất là lớn luôn. Dạ. Mà nó hết trơn rồi. Thì đợt đó đó là về em cũng có trả. Ừ. Nếu mà không tin em về xác minh là chạy về, mình về quê đi lại mấy cái chỗ mà em trả nợ đó. Xác minh ha. Đi xác minh mấy người em từng gửi đó. Ừ. Rồi mấy anh Hải Phòng này kia đó. Giấy nó còn trong này nữa nè. Còn lưu trong cái chứ, giấy mình trả tiền. Theo như em nghĩ cái số tiền nó lớn thiệt. Dạ. Nhưng mà anh Trọng lo bù đắp vô cái số nợ á thì trả thì cũng như là mình mượn thì ít. Nó muốn hết rồi. Anh nghĩ em mượn có 2 triệu à. Mà khi mà tính là 12 triệu. 12 triệu. Đợt cái giấy tờ của em á là mình như là kiểu mình thấy chấp người ta đó. Ừ. Đưa cho người ta xong rồi về là 13.500. Mà trong khi đó là mình mượn lúc đó là 10 triệu à. Ừ. Tiền lại kìa. Mà trong khi đó mình đóng hết một số nữa đó. Mình đóng là cái lúc mình ở nhà mình đóng một số rồi đó. Là về mất tiêu hết, không có tính cái đó luôn. Là tính cái khoản mà mười mấy triệu tiền lời thôi. Mình là từ ở trên chiếc xe ba gác. Dạ. Rồi mình đi lên là huy hoàng. Dạ. Thành một ông chủ. Đúng rồi. Thành một ông chủ. Rồi bây giờ mình lại quay xuống thành một người lang thang. Dạ. Rồi bây giờ anh Trọng lại ước mơ có lại chiếc xe ba gác. Dạ. Nếu như mà ngay từ lúc đầu anh Trọng đừng gặp mấy anh em. Dạ. Đừng gặp Quý Mạnh Thường Quân. Dạ. Coi chừng anh Trọng vẫn còn trên chiếc xe ba gác. Là bây giờ mình đâu cần phải ước mơ xe ba gác nữa. Không có đó, lúc đó là em khổ là cái là mình đang thiếu nợ anh. Tâm lý nó nặng hơn bây giờ lắm. Bây giờ em thoải mái em cười với anh là mừng rồi đó. Lúc đó là trong không cười lúc nào không nổi luôn. Giờ là đi tới lui không sợ ai nữa. Chỉ là muốn đặt xuống cầu là hai chồng lao hướng mẹ đó. Lúc đó là nó là vậy đó. Tại vì quá số tiền quá lớn. Là anh nghĩ tính tiền trăm đó. Rồi anh nghĩ rồi bây giờ nó nhẹ. Nó còn có mấy 20 triệu. Bây giờ là còn thiếu mấy 20 triệu nữa. Thì 14 đó. 14 triệu thì anh cũng nói như mười mấy 20 rồi. Rồi ba cái lẻ thẻ ở ngoài mình mới mượn lại đây thì chắc cũng còn. Rồi cái tiền đó rồi tính làm sao? Thì ta cũng đâu có khó khăn, người ta cũng không có ép em nữa. Ừ. Người ta thấy em khổ, hai chồng cũng lội lang bang gì rồi ta cũng không có nói gì. Ta cũng dễ lắm anh. Ta không biết hoàn cảnh mình khổ á. Mà ta biết em á có tiền là em trả. Vậy đó. Ta biết tánh em á, yêu cầu có tiền là em chạy em gửi à. Chứ không phải như người ta mà có tiền ổng ấm ấm đâu. Không có. Ở đây khi cô chú này ở xóm ta biết, chứ không gài em đi lụm đây là cô chú này ta biết nè. Không có nói dốc đâu. Em sao là em nói vậy à. Người thật là gì thật, không có nói gì thêm cái gì chứ. Chàng ơi chàng, thưa vị khán giả. Đứa bé mới có 2 tháng mấy tuổi mà bây giờ phải cùng cha với mẹ lang thang rồi quý vị khán giả. Còn mấy đứa kia thì cũng nhỏ xíu chứ có lớn gì đâu. Dắt té rồi. Đứa áo trắng là bao nhiêu tháng anh Trọng? Dạ. Áo trắng này 3 tuổi. Này nó 3 tuổi rồi. Còn áo xanh? 6 tuổi. Này 6 gần 7 rồi đó. Gần 7 tuổi rồi đó hả? Gần 7 rồi. Chàng ơi chàng, rồi bây giờ là chỉ mong có phép màu xảy ra một lần nữa thôi. Dạ. Đặng có lại được chiếc xe ba gác như ngay từ cái ban đầu ha. Dạ em ao ước thì để cho con em á, em chỉ làm cái mui em che rồi cái liệu em để lên đây thôi. Với mấy đứa nhỏ nó ngủ ngon nữa. Ngủ ngon. Còn đây em thấy ngủ hơi đất không, ngủ đại luôn vậy nè, chảy cái miếng bạc là ngủ đó. Trời ơi. Mưa gió là sương nó xuống em sợ sương á. Ừ. Rồi cái nào có chỗ văng mùng được á thì em lấy bao quần áo của mấy đứa nhỏ chắc lên. Ừ. Em chắc lên ở trên nè cho sương nó thấm vô. Rồi như là sợ nó bị bệnh á. Nhiều khi em ụp cái chiếu lên. Hai cái chiếu còn đó kìa, anh không tin anh
Ê, anh chạy về cái chỗ em ngủ ấy, khúc đối diện đào khoa có công viên á. Ừ, em ngủ đó đó. Thấy có chùm cao su che che đó, cho là hồi lần là của anh Trọng đó hả? Có không, cái miếng cao su nhỏ nhỏ cột vô cái cây đó không? Em có cái áo mưa á, em cột lên. Chàng ơi, chàng Trọng ơi. Dạ. Thì nói chung á, chuyện thì cũng đã dĩ lỡ như vậy rồi. Dạ. Bởi vì mấy anh em thật sự cũng biết á, là đối với một người bình thường á, dạ, mà có được tự nhiên á, có được một cái số tiền lớn á, thì em nghĩ chắc chắn là không có cách nào để mà giữ được đâu. Dạ. Nhằm người ta trúng đặc biệt mấy tỷ người ta còn hết nữa. Dạ. Thì nói chi là anh. Ừ. Thì thôi bây giờ mình rút kinh nghiệm hen trọng. Dạ. Nha. Từ đây về sau nếu mà hữu duyên một lần nữa, yeah, hai vợ chồng anh cũng như là gia đình anh đó, yeah, được Quý Mạnh Thường Quân giúp một lần nữa, yeah, thì có được chiếc xe thì cố gắng giữ gìn ha. Yeah. Ừ, thì Ngôn cũng hy vọng rằng á, trong ngày hôm nay quý vị khán giả cũng như là Quý Mạnh Thường Quân á, quan hỷ cho hai vợ chồng anh Trọng, tại vì là một người nghèo khổ quý vị nhá, mà bỗng nhiên á, có được một số tiền lớn á, thì sẽ không biết cách để mà giữ được đâu. Bây giờ là phải có một cuộc sống á, là lang thang. Hiện bây giờ là gia đình thì có là 7 người, nhưng mà trong túi thì chỉ còn được 120 thôi, mà đứa bé thì rất là nhỏ luôn, mà không có sữa để mà uống quý vị nhá. Người mẹ thì lại không có cơm ăn. Thì ngày hôm nay Ngôn xin phép Quý Mạnh Thường Quân là xin phép cô Hồng là sẽ trích quỹ ra là 500.000 ha, là dạ, trao cho anh Trọng trong ngày hôm nay. Thì hy vọng gần với số tiền này nè, anh Trọng mua cơm cho vợ ăn với mua, dạ, sữa cho con uống ha. Dạ. Rồi đợi một vài bữa nữa coi thử coi gia đình mình có còn hữu duyên với Quý Mạnh Thường Quân không. Dạ. Nếu còn hữu duyên á thì một lần nữa em sẽ xuống thăm và, dạ, em sẽ trao phần duyên của Quý Mạnh Thường Quân cho anh ha. Dạ, cảm ơn anh. Nhưng mà dạ, cái đó là nếu đủ cô duyên nha. Dạ, dạ, rồi rồi dạ, con gái qua đây, dạ, lấy đưa cho cha cô chú Hồng. Dạ. Cảm ơn cô rất nhiều. Rồi 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 đưa lại cho cha giúp chú đi. Cảm ơn anh. Rồi nè em cất đi. Rồi cố gắng ăn vô nghe chị. Ăn uống vô nha, để có sữa cho cháu nó uống nha. Dạ rồi. Dạ rồi thưa diễn, dạ, dạ. Thưa Quý Mạnh Thường Quân, trong và ngoài nước, đến đây thì Ngôn xin phép được kết thúc video và hẹn gặp lại quý vị khán giả cùng với Quý Mạnh Thường Quân ở một video kế tiếp ạ. Ngôn xin chào và hẹn gặp lại. Dạ con xin chào. Cảm ơn.